cho anh chị em xem và review tại Nhật Bản những cái ghế massage cao cấp nhất để người dân Nhật Bản người ta mua sắm về trải nghiệm, để người ta mua người ta về massage trị liệu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Đó là những ưu tiên hàng đầu của người Nhật cũng như Việt Nam mình thôi. Thì anh chị em nếu mà mua ghế massage thì nên lựa chọn, nếu mà anh chị em đã tin dùng hàng nội địa Nhật rồi thì tôi nghĩ là đó là cái tin tưởng chuẩn xác. Còn anh chị em muốn là mình được trải nghiệm tốt nhất, nếu mà anh chị em có điều kiện thì nên trải nghiệm những cái sản phẩm để mình lựa chọn, mình chốt cái sản phẩm nào đó. Chứ còn Tuấn Japan tí nữa thì cũng đi hỏi rất là nhiều đối tác, và Tuấn Japan cũng muốn tìm mua cái đặt cái hàng ghế mà đang ở Việt Nam đang quảng cáo là Tarisu, quảng cáo là tại Nhật, nhưng mà Tuấn Japan thì chưa tìm đến cái hãng Tarisu tại Nhật đâu cả. Thì tí nữa Tuấn Japan thì sẽ là cùng với em mình là gọi điện đến những cái nơi gọi là website tại Nhật đó, và cái nơi mà gọi là nhà xưởng, nhà kho đó, để minh chứng cho anh chị em là những cái hãng đó có tại Nhật hay không. Thì đấy, đó là cái quyền phán xét của anh chị em. Mình Tuấn Japan thì muốn là để mình cũng sang tại Nhật đây, mình mong muốn là mình hợp tác với cái hãng đó nếu đúng là tại Nhật Bản. Nhưng mà Tuấn Japan thì thật sự là chưa tìm thấy có bán tại Nhật Bản về cái hãng ghế Tarisu đấy. Còn đấy là mong muốn, nhưng còn Tuấn Japan cũng nói là tay tu thôi. Còn vì đây là mình ra là người khách hàng, mình muốn đi tìm mua cái Tarisu nhưng mà hiện nay không có tại Nhật Bản nhé. Rất là nhiều trung tâm thương mại và những đối tác của Tuấn Japan ở tại Nhật rồi, đều không có. Tuấn Japan rất nhiều anh em bạn bè rồi là cả người họ hàng tại Nhật nữa, nên mình minh chứng và hôm nay mình có mặt tại Nhật Bản nữa để mình làm cái việc đó thôi. Còn những ghế mà ghế Trung Quốc, ghế tàu, rồi là Akumaha, rồi là hay là Piritu, hay là cái bất loạn ghế gì ở Trung Quốc, Tuấn Japan nói được cái tinh tội, nhưng mà người bán nói là xuất xứ Japan, Nhật Bản thì hoàn toàn là phải xem lại. Rồi, xin chào tất cả anh em, hẹn anh em clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để Tuấn Japan có nhiều động lực hơn, mang những cái sản phẩm đích thực tại Nhật Bản về. Đấy, đồ riêng xị, hàng mới nguyên hộp có, hàng trưng bày như này, những trung tâm thương mại trưng bày như này, thì sau một thời gian thì người Nhật người ta cũng rất tinh tế, người ta có thể là người ta bán thứ lý của Tuấn Japan thì những người em đây sẽ lấy lại, hoặc những cái hàng qua sử dụng đấu giá, hoặc là những người dân người ta bán lại, đăng lên mạng thì những người em của Japan đến trực tiếp những nhà dân là lấy. Còn những mà một số shop thì chém gió, tôi không có người đến nhà dân, cũng có Tuấn Japan trực tiếp, và có Tuấn Japan đã có đưa hình ảnh những người em của Tuấn Japan đến tận nơi nhà dân nhận những cái ghế massage về. Nhưng thật ra thì phải nói như này, những cái trường hợp đấy thì nó cũng không nhiều, vì Tuấn Japan lấy những cái đời là trung cao cấp trở lên, chứ không lấy những cái hàng mà đời sâu quá. Đời sâu tức là nó máy móc, nó thường nó có cái niên hạn sử dụng. Máy ghế massage ở Nhật bền thật, nhưng nó cũng có một cái nhất định nào đó thôi, thì mình về mình phải bảo trì, bảo dưỡng,
những cái đời sâu đấy. Còn những cái hàng mà ghế massage đời cao cấp này thì chưa phải làm những việc đó. Con xin chào tất cả anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và ủng hộ Tuấn Japan để lan tỏa sản phẩm tốt này. Xin chào anh em. Đây là cái số điện thoại của Tariso ở tại Nhật Bản. Bên Nhật kia. Nhưng mà là cái số gọi là số giả đúng không? Số di động nhưng mà không liên lạc được. Số đi đến đâu cũng không liên lạc được. Đấy là Tuấn Japan thì minh chứng cho anh chị em để cho anh chị em bấm lại tiếp đi. Để anh chị em biết là cái số này là văn phòng của Tariso chuẩn tại Nhật hay không? Đó. Tuấn Japan đang đi ăn ở nhà hàng Nhật. Đây là cái đường Nhật. Minh chứng cho anh chị em biết là đấy là anh chị em chọn có phải của Nhật hay không?